Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Và trong clip này Minh Vũ đang còn mấy đôi loa thương hiệu của DK, hàng 2 bát 25 tép neo. Dòng này thì chất âm cực kỳ là hay các bác nhá. Em còn hai đôi các bạn, còn hai đôi. Và đây thì đang tép một đôi cho một bác khách ở trong Cần Thơ. Đây. Loa này thì còn đẹp xuất sắc các bác nhá. Tất cả zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Đấy, dòng 2 bát 25 tép neo. Các bác nào chưa xem được cái video về nội thất của loa DK này thì em sẽ để ở cái đường link phần mô tả, các bác có thể vào xem về cái nội thất. Còn hai đôi này thì em sẽ bán cái mức giá gọi là thanh lý nghỉ Tết sớm các bác nhá. Thanh lý nghỉ Tết sớm. Giá là 8.600.000 các bác nhá. Loa này thì bao hay bao zin bao xịn anh em. Hôm nay em có về thêm được một con bản mixer Mackey 1642 VNZ Pro, hàng của Mỹ. Còn rất là đẹp các bạn. Dòng này thì chắc em không cần quảng cáo nhiều, chất âm của nó rất là hay các bác nhé. Tất cả hoạt động hoàn hảo, mức giá rất là rẻ. Các bác thấy khi em quay bằng điện thoại quay trực tiếp như này thì cái chất âm của nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều. Nghe ngoài bên ngoài trực tiếp thì nó sẽ hay hơn rất nhiều các bác nhé. Còn nghe khi quay qua điện thoại ấy, thì nó chỉ là mang cái tính chất gọi là quảng cáo giới thiệu sản phẩm thôi. Còn nó không thể nào nó hay bằng nghe trực tiếp được. Và quan trọng nhất vẫn là cái người bán, người ta bán gọi là người ta quảng cáo có đúng hay không đó nhé. Còn duy nhất hai đôi. Ở đây là số điện thoại của Minh Vũ, các bác có nhu cầu muốn sắm sửa cũng gần Tết rồi nên các bác sắm sớm đi cho nó. Cái nhất là cái mức giá nó rẻ. Bây giờ thì tất cả những mặt hàng ở thị trường đều lên giá. Duy nhất chỉ có mình em là bán là giảm giá thôi. Năm nay có khi là nghỉ Tết sớm các bác nhé. Đây số điện thoại của Minh Vũ đây. Hoặc các bác ở gần khu vực Cầu Ngái thì có thể qua trực tiếp cửa hàng em ở Sao Đỏ Chính Hải Dương các bác nhé. Đây, Cầu Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ Chính Hải Dương. Duy nhất hai đôi, 8.600.000 giá bán tại cửa hàng các bác nhé.